Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay có những thông tin chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh mở 22 điểm tiêm phòng Covid-19 xuyên Tết. Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người về quê ăn Tết sáng 26 Tết. Đẩy mạnh kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối. Rafael Nadal vào chung kết giải quần vợt Australia mở rộng. Thưa quý vị, trong hôm nay, 22 điểm tiêm phòng COVID-19 xuyên Tết của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đón nhiều lượt người dân đến tiêm chủng. Tại các điểm, công tác tổ chức diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống COVID-19. Chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết như thế này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe người dân và bảo vệ thành quả chống dịch của thành phố. Đây là điểm tiêm xuyên Tết tại Bệnh viện quận 8. Mặc dù hôm nay đã là 26 Tết, nhưng ngay từ sớm, nhiều người vẫn tranh thủ đến tiêm theo lịch hẹn. Đài báo chí thì thông báo mà mình nên chích mũi thứ ba cho bảo đảm hơn, thì mình vững bụng hơn, mình không có lo. Tại bị Covid á, cho nên hạn 3 tháng mới đi chích được. Nó mũi 1, thì an tâm sức khỏe cho hai mẹ con. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 4 triệu liều bổ sung và nhắc lại, việc bảo vệ nhóm nguy cơ gồm người có bệnh nền, người chưa tiêm và trẻ em cần luôn được lưu ý. Để ngày Tết đoàn viên an toàn, mỗi người dân cần thực hiện tốt nguyên tắc 5K, cộng vaccine, cộng công nghệ thông tin, cộng lan tỏa ý thức của từng người dân, thể hiện đúng ý nghĩa của ngày Tết. Tết vì mọi người, Tết vì chính mỗi người. Cũng giống như mọi năm, thời điểm cận Tết Nguyên Đán là lúc các sân bay tấp nập người di chuyển về quê ăn Tết. Ghi nhận trong sáng nay, 26 tháng Chạp, dù đông đúc như khu vực sảnh check-in hay cửa an ninh, hành khách vẫn đi lại khá dễ dàng và không phải chờ quá lâu. Để đảm bảo phòng dịch COVID-19, sân bay liên tục phát loa thông báo người từ vùng dịch cấp độ 4 phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được sử dụng dịch vụ hàng không. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành vùng xanh, các thủ tục di chuyển cũng đã được nới lỏng hơn nhiều so với thời gian trước. Mặc dù một số chuyến bay khởi hành chậm trễ, nhưng hành khách không cho đây là vấn đề lớn. Dự kiến lượng người về quê sẽ tăng trong các ngày tiếp theo. Sân bay Tân Sơn Nhất lưu ý, để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng, hành khách vui lòng hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành. Hành khách cũng có thể tự làm thủ tục trực tuyến trên website của hãng hàng không hoặc qua hệ thống check-in tự động tại sân bay. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa Tết Nhâm Dần 2022 tại 3 chợ đầu mối lớn của thành phố là Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền. Bên cạnh yêu cầu phải đảm bảo đủ nguồn hàng hóa thì các chợ đầu mối còn phải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm. Chợ đầu mối Bình Điền chuyên về các mặt hàng thủy hải sản tươi sống, từ 25 tháng Chạp trở đi, lượng hàng hóa đã tăng lên từ 50 đến 100% nhằm phục vụ nhu cầu tăng lên của người dân. Hàng hóa rất là phong phú và giá cả cũng ổn định. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì Bình Điền cùng Ban An toàn thực phẩm thành phố có đóng một cái văn phòng tại đây, được kiểm tra nghiêm ngặt hàng ngày. Chợ đầu mối nông sản Hóc Môn cũng tăng lượng hàng lên 60%, đặc biệt là thịt heo, với giá cả không có nhiều biến động. Tuy nhiên, vấn đề chợ tự phát xung quanh đang ít nhiều gây ảnh hưởng đến sức mua trong chợ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái thương nhân ở trong này chịu đủ mọi cái kiểm soát, còn phía ở bên ngoài là hàng hóa có thể là các cái nguồn không rõ xuất xứ. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị quản lý giá để phòng trường hợp biến động cục bộ những ngày cận Tết, đồng thời khuyến cáo người dân nên lựa chọn những nơi kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhằm đảm bảo sức khỏe trong những ngày Tết. Tết đến xuân về cũng là thời điểm để gửi đi những lời yêu thương, quan tâm đến người thân, bạn bè hay là đối tác. Những giỏ quà Tết vì vậy lên ngôi trong dịp này. Các giỏ quà mang tính đặc sản vùng miền truyền thống nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm là xu hướng tiêu dùng mới ở Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay. Nắm bắt xu hướng này, nhiều đơn vị đã chủ động đưa ra các mặt hàng đặc sản độc lạ thiên nhiên hướng đến sức khỏe người tiêu dùng. Nhiều phiên quà Việt cũng được tổ chức, hàng chục ngàn giỏ vừa tung ra thị trường đã lập tức cháy hàng. Quà biếu tặng thì mình cũng chọn theo cái kiểu gia đình mình ăn vậy đó. Tại vì thường thường mình tặng là phải là chất lượng. Cho nên mình lựa cái gì mà gia đình mình thích, mà ngon, mà có lợi sức khỏe thì mình ăn, thì mình tặng như vậy luôn. Người tiêu dùng rất là thích, vì bây giờ người ăn kiêng thì hạn chế dùng ngọt, nên là dùng hạt, các loại hạt nhiều hơn, sản phẩm thiên nhiên nhiều hơn. Tôi thấy là có lẽ là vì dịch cho nên mọi người chọn một cái hộp quà Tết, nó là những nông sản phải đảm bảo chất lượng, có tiêu chí,
bởi vì họ muốn trao một cái tình yêu thương, một cái sản phẩm chất lượng đến với tất cả mọi nhà. Thị trường mua sắm quà biếu tặng Tết năm nay giảm hơn năm ngoái, nhưng các đơn vị vẫn chuẩn bị đa dạng nguồn hàng để phục vụ người dân. Năm nay, giá hoa tăng cao so với mọi năm, đặc biệt là trong những ngày cận Tết, nhiều nhà vườn không đủ lượng hoa cung ứng cho thị trường. Tuy nhiên, cũng vì giá khá cao nên thị trường hoa Tết tại Đà Lạt vẫn chưa thực sự sôi động trong những ngày qua. Theo ghi nhận, trong ngày hôm nay 28 tháng 1, tức 26 Tết âm lịch, thị trường hoa Đà Lạt bắt đầu tăng mạnh. Giá hoa cắt cành tăng cao từ 10 đến 50% so với mọi năm, tùy theo từng loại hoa. Hoa thì tình hình chị thấy là giá nó rất là cao, mà sức mua thì nó cũng hiện tại tới ngày 25 Tết thì cũng chưa gọi là hút lắm. Đến thời điểm này, đa số khách mới chỉ đến ngắm, lựa chọn và tham khảo giá. Hiện nay họ chủ yếu là đi dạo giá với là ngắm đào thôi, thị trường nó cũng chưa nóng lắm. Thế nhưng thú chơi hoa trong ngày Tết vẫn là không thể thiếu của nhiều gia đình Việt. Để phục vụ cho thị trường hoa Tết năm nay, người dân tỉnh Lâm Đồng gieo trồng gần 3.700 hectare hoa các loại, sản lượng gần 1,4 tỷ cành. Riêng thủ phủ hoa Đà Lạt có khoảng 800 hectare hoa, giảm khoảng 30% so với mọi năm. Chỉ một ngày sau khi mở cửa Hội Hoa Xuân Tết Nhâm Dần 2022 tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh đã tấp nập khách tham quan. Năm nay rất đặc biệt khi Hội Xuân không bán vé vào cổng, đón khách đến hết mùng 6 Tết. Hội Hoa Xuân với trên 3.000 hiện vật gồm các loài hoa kiển, cây quý hiếm, đá cảnh, bonsai, tiểu cảnh được trưng bày bắt mắt, trong đó thu hút khách nhất là những vườn mai cổ thụ, làng đột biến. Năm nay cũng có rất là nhiều cây nhưng mà em thích cây mai to với lại tượng Phật 1.000 năm á. Đi Hội Hoa Xuân thì cũng rất là vui, thấy có không khí Tết. Năm nay đã là năm thứ 42, Hội Hoa Xuân được tổ chức tại công viên Tao Đàn, trở thành một trong những sự kiện văn hóa, du lịch, một nét đẹp truyền thống ngày Tết của thành phố Hồ Chí Minh. Mang lại cái không khí mùa xuân cho người dân thành phố, và năm nay đặc biệt là Hội Xuân không bán vé sẽ mở cửa cho người dân, tinh thần thành phố nghĩa tình. Tại đây cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động Tết cổ truyền như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu, trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, triển lãm tranh, biểu diễn nghệ thuật thư pháp, văn hóa, ẩm thực. Thông tin quốc tế. Dùng drone vận chuyển máy khử rung tim cứu bệnh nhân đột quỵ. Người Indonesia đổ xô mua đồ trang trí đón Tết Nhâm Dần. Thưa quý vị, Hải quân Thái Lan và các nhà khoa học đã được huy động để ngăn vụ tràn dầu sau khi một đường ống dưới nước bị rò rỉ. Sự cố làm tràn hàng chục ngàn lít dầu ra vịnh Thái Lan. Sự cố rò rỉ từ đường ống thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Star bắt đầu từ tối thứ Ba ngoài khơi tỉnh Rayong phía đông, cách bờ biển khoảng 20 km. Công ty cho biết có khoảng từ 20 đến 50.000 tấn dầu tràn ra biển, tương đương từ 20.000 đến 50.000 lít. Theo các nhà chức trách, các dòng chảy yếu khiến dầu không lan gần đến các khu vực ven biển. Hiện chưa ghi nhận tác động với sinh vật biển hoặc nuôi trồng hải sản. Tuy nhiên, bộ phận kiểm soát ô nhiễm của vương quốc này cho biết Koh Samet, một hòn đảo du lịch nổi tiếng gần đó, có khả năng bị ảnh hưởng. Vào năm 2013, một bãi biển trên hòn đảo nhỏ bị ảnh hưởng khi 50.000 lít dầu thô tràn ra vịnh Thái Lan sau khi một đường ống dẫn của công ty PTT Global Chemical bị rò rỉ. Những chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đã được nối lại, mặc dù dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, cùng với sự xuất hiện của biến thể Omicron, nhưng khắp châu Á, các hãng hàng không, các sân bay lớn đang lên kế hoạch cụ thể để đón khách quốc tế an toàn và sớm nhất. Ngay từ những ngày đầu tháng 1, Singapore tuyên bố khẩn trương mở lại biên giới và hướng tới thiết lập nhiều thỏa thuận du lịch miễn cách ly. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là tôi sẽ được gặp lại bố mẹ. Tôi rất vui khi có thể bay về mà không cần phải cách ly. Giống với Singapore, tại các sân bay của Hàn Quốc, hành khách có thể lên các chuyến bay quốc tế nếu đã tiêm chủng đầy đủ ít nhất 2 tuần trước thời điểm bay. Riêng khách đến từ Singapore không cần phải cách ly nhờ vào chương trình bong bóng du lịch. Nhìn vào tình hình tại Hàn Quốc, mọi người đều đảm bảo giãn cách và đeo khẩu trang. Điều này cũng giống với ở Singapore, nên chúng tôi quyết định chọn Hàn Quốc là điểm đến của mình. Nhiều hãng hàng không lớn của châu Á như Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Thai Smile và Korean Air đều nhanh chóng triển khai hộ chiếu vaccine. Đây là những dấu hiệu hồi sinh đáng khích lệ sau thời gian dài đóng cửa biên giới, mở ra hy vọng về một năm 2022 sáng sủa hơn.
Vương quốc Bỉ không chỉ là trái tim của châu Âu mà còn nổi tiếng bởi những bộ truyện tranh đặc sắc. Đây cũng là cảm hứng để giới chức Bỉ phát hành mẫu hộ chiếu mới với hình minh họa được lấy từ thế giới truyện tranh. Mẫu hộ chiếu mới sẽ được cấp từ ngày 7 tháng 2 cho công dân Bỉ. Hộ chiếu sẽ có 34 trang trong phiên bản thông thường, nhiều hơn 2 trang so với hiện tại. Còn cuốn cho du khách thường xuyên có 66 trang. Điểm nhấn của cuốn hộ chiếu mới là các trang được minh họa bằng những nhân vật trong các tác phẩm truyện tranh nổi tiếng của Bỉ, đại diện cho đất nước, nghệ thuật và văn hóa của quốc gia Tây Âu này. Trang bìa của mẫu hộ chiếu mới là hình tên lửa của Tang Tang trong tập truyện tranh Sứ mệnh Mặt Trăng. Các anh hùng khác của truyện tranh Bỉ lần lượt xuất hiện trên các trang bên trong như Blake và Mortimer, Smurfs, Natasha, Lucky Luke, Spiro và Fantasio. Các hình ảnh hoạt hình cũng chính là một yếu tố giúp bảo mật hộ chiếu, giúp tăng gấp đôi yếu tố bảo mật lên 48 nhằm bảo mật dữ liệu cá nhân và tránh bị làm giả. Hộ chiếu có giá trị trong vòng 7 năm, đối với trẻ vị thành niên là 5 năm. Hộ chiếu Bỉ đứng ở vị trí thứ 5 trong tổng số 90 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Đối với những bệnh nhân đột quỵ, vài phút cũng có thể mang ý nghĩa quyết định đối với mạng sống. Đó là lý do mà một dự án ở Thụy Điển đang triển khai sử dụng thiết bị bay không người lái drone để máy khử rung tim cho bệnh nhân. Phương tiện này được cho là nhanh hơn xe cứu thương hoặc các dịch vụ cấp cứu truyền thống khác. Khi có một trường hợp khẩn cấp y tế, một âm thanh báo động sẽ vang lên tại phòng điều khiển Ivaron ở ngoại ô thành phố Gothenburg của Thụy Điển. Hệ thống sẽ khởi động thiết bị bay tự lái ngay lập tức đến địa điểm được ghim trên bản đồ, đem máy khử trung tim đến cho bệnh nhân, bất kể họ ở đâu mà không gặp vấn đề gì về giao thông. Phó giáo sư Andreas Klissen, Viện Karolinska cho biết, các dịch vụ y tế khẩn cấp của Thụy Điển nhận được báo cáo về khoảng 6.000 ca ngừng tim mỗi năm, chỉ khoảng 10% trong số đó sống sót. Khoảng 70% trường hợp ngừng tim ngoài bệnh viện xảy ra tại nhà riêng mà không có máy khử trung tim. Theo các chuyên gia, nếu bệnh nhân có thể sử dụng máy khử rung tim trong vòng 3 đến 5 phút đầu tiên sau đột quỵ, khoảng 50% số bệnh nhân có thể sống sót. Tuổi tác chỉ là con số và cụ bà Baroka ở Anh là một trong những minh chứng sống cho câu nói này. Dù đã 100 tuổi nhưng cụ vẫn hàng ngày đi làm, cống hiến hết mình cho xã hội. Cụ Carr đã làm tình nguyện viên tại căng tin của bệnh viện Ealing ở London được 18 năm. Dù đã cao tuổi, nhưng cụ bà vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Tôi thích làm các công việc tình nguyện, tôi thích giúp đỡ những người kém may mắn. Không những vậy, cụ bà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người tại bệnh viện. Bà ấy lúc nào cũng mỉm cười với dáng đi tự tin. Sau mỗi lần làm việc căng thẳng, chúng tôi ra đây nghỉ ngơi và bà ấy luôn giúp mọi người xua tan sự mệt mỏi. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, bà Carr khẳng định đây là một bí mật và có lẽ mọi người sẽ phải làm việc với bà lâu hơn nữa để có thể phát hiện được bí quyết này. Một trường hợp tương tự cũng ở Anh, dù đã 100 tuổi nhưng ông Norman Gregory vẫn ngày ngày đạp xe quanh ngôi làng Suffolk của mình. Tổng cộng chặng đường ông đạp đi, cộng lại cho cả tuần, đã lên đến 160 km. Với chiếc áo khoác màu vàng và chiếc xe đạp chiến của mình, cựu chiến binh Norman Gregory ngày ngày đạp xe quanh những con đường làng thân thuộc. Và hôm nay, sinh nhật 100 tuổi của cụ ông, người dân trong làng đã hát mừng sinh nhật đáng nhớ và gửi những lời chúc tốt đẹp đến cụ. Cựu chiến binh này từng tham gia Thế chiến thứ hai và là tù nhân chiến tranh khi máy bay của ông bị bắn rơi trên bầu trời nước Đức. Tôi đã phải đi bộ 21 ngày, từ 15 đến 20 km mỗi ngày. Thậm chí tuyết rơi dày đóng trên đường tới cả 1 mét cả ngày lẫn đêm. Trải qua bao thăng trầm, cụ ông vẫn lạc quan với cuộc sống và cho biết sẽ luôn giữ thói quen đạp xe mỗi ngày. Người Indonesia gốc Hoa đang đổ xô mua đồ trang trí tại một khu chợ truyền thống ở Jakarta trước thềm năm Nhâm Dần. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, cộng đồng này đã tổ chức Tết Nguyên Đán một cách khiêm tốn nhưng trang trọng. Theo những người buôn bán, doanh số và lượng khách đã tăng so với năm ngoái. Năm 2021, các quy định cách ly rất nghiêm ngặt. Chúng tôi vừa mua một số lồng đèn hình quả thơm để treo ở nhà cho có không khí Tết cổ truyền. Màu đặc trưng của Tết là màu đỏ, tượng trưng cho sự dũng cảm, thành đạt và tài lộc. Năm nay, cộng đồng người Hoa sẽ ăn Tết đơn giản nhất có thể. Chỉ các thành viên chính trong gia đình sẽ quây quần. Trước đây, thường là tất cả các thành viên. Tinh thần Tết Nguyên Đán phù hợp với sự đa dạng của đất nước Indonesia. Nó thúc đẩy sự đoàn kết thống nhất trong sự đa dạng của người dân và tôn giáo Indonesia. Khoan dung là chìa khóa của điều này.
Những người đi chợ cùng tâm sự, họ mong muốn năm mới mang đến hy vọng mọi người sẽ đoàn kết hơn, giữ sức khỏe trong bối cảnh biến thể Omicron bùng nổ. Tiếp theo trong bản an ninh trật tự, truy tìm nghi phạm vụ án mạng trong căn nhà trọ ở Bình Dương. Trượt chân rơi từ thùng xe tải, tài xế tử vong thương tâm. Hôm nay, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ một người phụ nữ vận chuyển 2 kg ma túy vào Việt Nam. Người này được biết đến là bà trùm trong đường dây buôn bán ma túy. Trước đó, sáng ngày 26 tháng 1, tại km 80 trên tuyến quốc lộ 9, đoạn qua huyện Hướng Hóa, lực lượng chức năng bắt quả tang Vilay Phon La Thong Savan, 38 tuổi, quê ở Lào, thường trú tỉnh Thừa Thiên Huế, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng này hoạt động rất tinh vi và đã tổ chức nhiều vụ mua bán ma túy lớn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 kg tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp ketamin và nhiều tang vật khác. Dịp giáp Tết Nguyên đán này, Biên phòng tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và các tội phạm khác. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ tỉnh Nghệ An vào thành phố Buôn Ma Thuột. Đây cũng là đường dây tiêu thụ lớn nhất bị phát hiện từ trước đến nay trên địa bàn. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Thị La, 53 tuổi, trú tỉnh Bắc Cạn, Nguyễn Bá Hải, 35 tuổi, trú tỉnh Nghệ An và Trần Văn Phong, 50 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 10 tháng 1, Phong nhờ La mua một bánh heroin với giá 230 triệu đồng. Sau đó, La đặt một đối tượng không rõ lai lịch ở tỉnh Nghệ An mua giùm. Người này tiếp tục thuê Hải vận chuyển ma túy vào thành phố Buôn Ma Thuột để giao cho La với tiền công 10 triệu đồng. Đến trưa ngày 13 tháng 1, khi các đối tượng vừa giao dịch xong thì bị công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ. Tiến hành khám xét nhà của Phong ở phường E Tam, lực lượng công an còn thu giữ thêm 4 gói ni lông, bên trong chứa gần 40 gram ma túy đá, 50 viên ma túy tổng hợp và 5 điện thoại di động. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Nhậu xỉn rồi vô cớ gây sự dẫn tới án mạng, hai đối tượng ở Đắk Lắk vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra xử lý. Hai đối tượng này là Inisa Ayun và Phan Văn Hậu Ayun cùng 17 tuổi. Theo kết quả điều tra, ngày 14 tháng 7 năm 2021, Inisa đến nhà Hậu tổ chức ăn uống. Chiều cùng ngày, trên đường Hậu chở Inisa về nhà thì gặp anh Ijon Bia, 21 tuổi, đang nằm chơi bên lề đường. Mặc dù không có mâu thuẫn gì trước đó, nhưng cả hai dừng xe và gây chuyện với anh Ijon. Inisa cầm cuốc mang theo, bổ thẳng vào đầu anh Ijon. Nạn nhân bỏ chạy nhưng vẫn bị hai đối tượng truy đuổi tấn công. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân gần đó phát hiện chạy đến can ngăn. Anh Ijon được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương hôm nay phát thông báo truy tìm nghi phạm Trương Quốc Trọng, 29 tuổi, quê Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 1. Người dân phát hiện một thi thể nữ giới được bó trong chăn trong một căn phòng trọ khóa cửa ngoài thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. Trong phòng còn có một chiếc xe máy và một số vật dụng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thúy Hải, 41 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ. Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm là Trương Quốc Trọng. Người dân nếu phát hiện Trương Quốc Trọng hoặc có thông tin liên quan, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Một vụ việc thương tâm xảy ra sáng nay ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nam tài xế trong lúc leo lên thùng xe tải để phủ bạt đã bị trượt chân ngã, tử vong. Thông tin ban đầu, tài xế Phạm Thành Quốc, 53 tuổi, thường trú quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, lái xe tải tới vựa phế liệu trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đồng Hiệp để bốc hàng. Sau khi bốc hàng xong, ông leo lên thùng xe để phủ bạt. Trong lúc di chuyển trên thùng xe thì không may bị trượt chân rơi xuống đất, nằm bất động. Vụ việc được người dân phát hiện, tuy nhiên nam tài xế đã tử vong. Tới trưa nay, công an thành phố Dĩ An đã khám nghiệm xong hiện trường, trích xuất camera để tiếp tục làm rõ vụ việc. Hiện vẫn chưa liên hệ được với người thân của nạn nhân. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa giải cứu kịp thời một người đàn ông bất ngờ lên cơn co giật khi đang hái trái trên ngọn dừa. Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút hôm qua, tiếp nhận tin báo một người đàn ông 49 tuổi ở huyện Long Hồ bị mắc kẹt trên ngọn dừa cao khoảng 8 mét, không thể xuống được vì đột ngột lên cơn động kinh. 10 cán bộ chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đã nhanh chóng đến hiện trường. 20 phút sau, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân xuống đất an toàn.
Người nhà cho biết ông có tiền sử bệnh động kinh. Trong lúc leo cây hái trái thì thấy trông người mệt nên kêu cứu. Nhưng người nhà không có cách nào đưa ông xuống nên đã gọi điện thoại cho cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ. Lúc lực lượng chức năng tiếp cận được nạn nhân thì ông sốc ngất hoàn toàn. Hiện sức khỏe người này đã tạm ổn. Đã có 3 người thương vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay ở Cai Lậy, Tiền Giang. Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe đầu kéo, xe máy và một phương tiện khác. Theo các nhân chứng, vào khoảng 6 giờ 30, chị Danh Thị Kim Thuyền sinh năm 1997, ngụ tỉnh Sóc Trăng, điều khiển xe máy chở theo hai cháu bé, trong đó có một bé sinh năm 2012, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến khu vực phường 4, thị xã Cai Lậy, thấy phía trước đường có chướng ngại vật nên chị Thuyền điều khiển phương tiện chậm lại để tránh. Bất ngờ, chị bị một phương tiện khác va chạm khiến cả ba người ngã xuống đường. Do không kịp xử lý, xe đầu kéo chưa rõ tên tuổi tài xế điều khiển kéo theo rơ móc đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trở tới đã cán qua người cháu bé 10 tuổi khiến cháu tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại bị thương khá nặng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Phương tiện liên quan trên đã rời khỏi hiện trường sau vụ va chạm. Các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt điều tiết giao thông và làm rõ vụ tai nạn. Một vụ tai nạn chết người khác vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo dữ liệu camera, tối hôm qua, anh Nguyễn Minh Phương, 41 tuổi, đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Hàm Chinh, huyện Hàm Thuận Bắc, thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, chạy ngược chiều. Cùng lúc này, xe tải do tài xế Phạm Minh Tuấn, 40 tuổi điều khiển trở tới, không kịp xử lý tông trực diện vào xe máy. Cú tông mạnh làm người trên xe máy lộn nhào văng xuống đường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tại hiện trường, xe máy gấm chặt vào đầu xe tải, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, hôm nay Australia chứng kiến số ca tử vong vì COVID-19 tăng cao nhất từ trước đến nay với gần 100 ca. Tuy nhiên, giới chức y tế tại nhiều bang cho rằng số ca nhập viện có thể sẽ giảm khi làn sóng lây nhiễm hiện tại bắt đầu lắng dịu. Trong 24 giờ qua, Australia ghi nhận thêm 98 ca tử vong vì COVID-19, vượt mức kỷ lục 87 ca tử vong 2 ngày trước đó. Số ca mắc mới là hơn 40.000 ca, mức thấp nhất trong gần một tháng. Do sự lây lan nhanh của biến thể Omicron, số ca mắc mới COVID-19 tại Australia đã tăng vọt trong 4 tuần qua, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên hơn 2,46 triệu ca, trong đó có gần 3.500 ca tử vong. Tuy nhiên, số ca nhập viện vì COVID-19 trong những ngày gần đây duy trì ổn định ở mức khoảng 5.000 ca mỗi ngày, làm dấy lên hy vọng rằng làn sóng dịch bệnh hiện tại có thể sẽ sớm đạt đỉnh. Australia là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19 cao nhất trên thế giới, với hơn 93% dân số trưởng thành đã hoàn thành các liều cơ bản và gần 70% đã tiêm mũi tăng cường. Công an thành phố Tây Ninh chiều nay cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng về hành vi buôn lậu vàng, đó là Nguyễn Hoàng Hiếu, Trần Quốc Tuấn cùng ngụ huyện Bến Cầu, thành phố Tây Ninh và Trần Kim Ngọc ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 1, tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, lực lượng chức năng kiểm tra hai xe ô tô do Đào Mạnh Cường và Trần Châu Chánh Trực cùng ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh điều khiển. Phát hiện trên xe chở tổng cộng 54 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng và 1,2 tỷ đồng. Các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên. Tiếp đó, công an tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng chính trong vụ án là Tuấn, Hiếu và Ngọc để phục vụ điều tra. Công an xác định 3 đối tượng trên móc nối với người Campuchia chưa rõ lai lịch, mua vàng, sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để cả 3 mang tiền đến đổi vàng rồi đem về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Riêng toàn bộ số tang vật trên là của đối tượng Hiếu đang trên đường giao cho đối tượng Ngọc là mẹ vợ của y. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin luôn được cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.